Vâng, mình xin chào tất cả anh em. Có thể nói là mặc dù bây giờ cũng là đến 9 giờ tối rồi đấy, nhưng mà tinh thần học tập của anh em học viên ở trong mình cũng rất là nhiệt tình đấy. Vừa rồi thì anh em không biết đâu, anh em mình cũng đang thao tác ở trên chiếc xe SH này, là hôm nay là học bài về hệ thống khóa thông minh anh em ạ. Và anh em cũng cần biết cách là nhập mã thủ công để khi mà không may khách hàng bị hỏng FOE này hoặc là quên này đấy, nhưng mà vẫn còn mã để key đi đấy, để mình nhập mã khẩn cấp vào thì vẫn có thể là vận hành được chiếc xe đấy. Và mình có thể nói cũng thông tin luôn để anh em nắm được này, nếu như mà anh em có máy một sơn táp hoặc là các dòng máy một second 7 chẳng hạn, đúng không? Anh em có thể là nếu như mà khách trường hợp ấy nhá, khách hàng mà bị hỏng FOB đấy hoặc khách hàng bị đánh mất FOB thì anh em chắc là anh em phải hỏi khách hàng là có cái nhỡ nhơ có cầm thẻ nhựa không, là một, là hai là khách hàng có còn nhớ cái mã số dãy mã số không, có lưu ở đâu đó không đấy. Còn trường hợp mà khách hàng mà lại không còn thẻ nhựa mà cũng không lưu ở đâu đó, có nghĩa là bây giờ là không có mã để mà nhập mã khẩn cấp để khách hàng đi về đấy, có thể là ở nhà khách hàng vẫn còn chìa khóa đúng không ạ, vẫn còn FOB đấy mà khách hàng cũng không muốn làm chìa, thì anh em vẫn có thể tìm cách để có mã để nhập cho khách hàng để khách hàng về được. Tất nhiên là cái chi phí mà anh em phải bỏ chất xám ra đúng không, phải bỏ công cụ máy móc của mình ra anh em làm, thì anh em tính tiền công nó phải khác đi đấy. Chứ nếu khách hàng có mã sẵn rồi thì nó đơn giản rồi đúng không ạ, nhưng mà đây là anh em phải dùng máy anh em đọc ra. Vâng, vậy thì phương pháp là anh em sẽ tháo SU ở trong xe ra và anh em sẽ dùng máy anh em đọc mã key đi ra và anh em sẽ dùng mã đó để anh em nhập mã khẩn cấp. Vâng, và hôm nay thì cái bài nhập mã khẩn cấp anh em học viên chỗ mình ôn bài cũng nhập cũng đã thành thạo rồi anh em ạ. À, chiếc SH này đấy. Và đây là dòng FOB 3 nút anh em ạ. À, nhé. Đấy, thì có cái rắc xanh ở dưới đấy, nhiều anh em thấy ở cái chỗ hộp ắc quy ấy, đựng ắc quy đấy, anh em cứ thấy có một cái rắc xanh này, hai cái rắc đỏ, một rắc đỏ có một dây và một cái rắc đỏ thì là rắc chẩn đoán lỗi rồi, bốn có 3 giây rồi, thì anh em 4 giây đấy nhá, hai một vế là đọc thủ công đấy, còn 3 giây còn lại là để dùng máy kết nối đấy. Thì bao giờ cũng có hai cái rắc màu đỏ một rắc màu xanh, thì cũng rất nhiều anh em cũng đã điện hỏi mình là vì anh em chưa được học, anh em cũng chưa nắm bắt được thì anh em hỏi thôi, cái điều đó là điều bình thường đấy. Thì có thể là cái này thì đơn giản với người nọ nhưng mà lại không đơn giản với người kia, thì anh em cũng thường xuyên hỏi mình là ba cái rắc đấy thì sao lại nhiều rắc như thế mà cụ thể thì nó làm những cái gì, thì mình cũng đều giải trình cho anh em hết đấy. Thì hôm nay anh em thợ cho mình cũng đã thực hành là nhập mã khẩn cấp trên chiếc xe SH này, dòng FOB 3 nút và dòng trên xe lít dòng FOB 2 nút, là anh em cũng đã làm rất là thành thạo rồi. Đặc biệt là những anh em ấy mà học với tụi mình ấy, thì anh em đều được cung cấp tài liệu đấy, kể cả anh em có sau này có về rồi ít làm mà có quên thì anh em cứ có tài liệu anh em cầm ra là anh em làm rất là dễ đúng không ạ. Và có thể nói là hôm nay thì anh Nhân đến từ Nam Định, hôm lâu mình nói nhầm Hà Nam đúng không, Nam Định đấy, anh ở đến từ Nam Định nhé đấy anh em ạ. Anh học ở chỗ mình là cũng được cũng phải suýt 2 tuần rồi đúng không đấy, mà học buổi tối rất nhiều anh em ạ. Đấy, ngoài những ban ngày anh em dối việc là anh em tập trung vào học thì buổi tối là cũng học đến 9-10 giờ đêm đấy, cũng rất là vất vả. Và anh em thấy bây giờ cũng là đấy, bây giờ là hơn 9 giờ rồi đấy, anh em cũng đang ôn luyện đây. Và qua video này thì có thể nói là mình cũng xin cảm ơn anh Mạnh nhé. Vâng, anh đến từ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đấy. Vừa rồi anh cũng ủng hộ mình một bộ máy Motion Tab đấy, cùng mình cũng gửi cùng những cái phần quà khuyến mại cho anh em đấy. Rồi xin cảm ơn anh thêm. Vâng, anh đến từ xã Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, cũng ủng hộ mình một bộ máy Motion Tab phiên bản V2.5 ngày hôm nay. Thế thì hiện tại thì máy Motap vẫn phiên bản V2.5 anh em nhé. Đấy, còn phiên bản V2.6 đấy thì một thời gian nữa thì công ty mới cập nhật được, thì công ty cũng đang test để chỉnh sửa làm sao để khi mà đã phát hành cập nhật là phải tối ưu nhất cho anh em đấy, không còn một cái thiếu sót gì nữa anh em nhé. Và mình cũng nói trên một vài video mình cung cấp thông tin cho anh em rồi, là công ty vẫn thông tin là anh em được cập nhật miễn phí anh em nhé. Đấy, và hôm nay thì anh Nhân thì cũng lấy luôn một bộ máy Motap đấy. Vậy thì ba anh em ngày hôm nay là cũng ủng hộ mình 3 bộ máy,
và anh Nhân thì cũng đã lấy luôn máy tính ở chỗ mình, máy tính Samsung luôn, mình cũng đã cài đặt sẵn cho anh rồi. Và hôm nay thì với chiếc xe SH, khách hàng đến đây là bảo dưỡng anh em ạ. Thế nhưng mà thực chất ấy thì khách hàng đi thì nó cũng tốc độ nó cũng kém quá, không đạt được như mong muốn, cho nên là chính vì lý do đấy đấy mà khách hàng cũng để xe đây để cho mình, một là bảo dưỡng này, đấy, tất kiểm tra tất cả các bộ phận của xe. Đấy, hai là cũng kiểm tra lý do tại sao mà chiếc xe này tăng tốc lại kém thế. Vâng, một căn bệnh có thể nói là rất là quen thuộc đấy, mình làm trên kênh của mình cũng tương đối nhiều rồi anh em ạ. Và hôm nay thì mình để cho anh Nhân dùng bộ máy Multitap mới tinh này, đấy, màn hình mới này, đấy, máy Multitap phiên bản V2.5 này, anh kết nối với xe và anh sẽ bắt bệnh cho anh em xem, là bắt bệnh trên chiếc xe này cho anh em thấy là rất là nhanh khi mình có máy anh em nhé. Và bây giờ anh sẽ thực hành đi. Và có thể nói đến bây giờ thì những cái thông số ở trên xe thì qua thời gian học tập ở đây thì có thể nói anh cũng hoàn toàn tự tin rồi. Rồi, còn đây là anh Huấn đến từ Ninh Bình. Rồi, anh thao tác đi. Vâng, chiếc xe này đang đi tăng tốc rất là kém anh em nhé. Một chiếc xe SH anh em này. Cho tiếng to lên, cho tiếng to lên. Tiếng to lên. Đây. Rồi, cho to. Vào lại đi, vào lại cho anh em nghe thấy lời chào của cô trợ lý ảo đi. Rồi. Moto Scan Tab xin chào anh Nguyễn Văn Nhân, mời anh chọn chức năng từ menu. Thông báo, đây là chức năng kiểm tra chất lượng cảm biến vị trí góc mở bướm GATP mà khi đọc bằng máy chẩn đoán không có mã lỗi OBD cho cảm biến TP. Chức năng này thực hiện kiểm tra chuyên sâu lỗi trong dải của cảm biến TP trực tiếp trên xe thông qua hệ thống OBD. Thông báo, kết nối Moto Scan Tab với xe qua giác chẩn đoán, sử dụng cáp DLCPN MTB08DLC01. Cấp nguồn cho Moto Scan Tab, sử dụng cáp nguồn PN MTB08 Power. Yêu cầu, bấm nút tiếp tục sau đó xoay chậm, từ từ, đều đặt tay ga đến khi bướm ga mở hết và giữ tay ga ở vị trí mở hết đến khi có thông báo mới. Yêu cầu, xoay chậm, từ từ, đều đặt tay ga đến khi bướm. Thông báo, lỗi bên trong cảm biến TP có thể do tiếp xúc tiếp điểm trực bên trong kém, vành than bị mòn hoặc sổ, tiếp xúc kém. Vâng, vậy thì anh em thấy là với một thao tác rất là nhanh và một cái chức năng có thể nói là rất là tiện lợi ở trên bộ máy Multitap mà chỉ qua một vài thao tác thôi thì anh em cũng đã tìm ra bệnh của chiếc xe này là cảm biến vị trí bướm ga bị lỗi. Và anh em biết rồi, đấy, lỗi thì nó sẽ có hai kiểu lỗi, đúng không ạ? Lỗi trong dải và lỗi ngoài dải. Và những cái lỗi mà mình thường vẫn nói với anh em ấy, cái lỗi mà ngoài dải thì nó đơn giản quá rồi, đúng không ạ? Bởi vì lỗi ngoài dải là chắc chắn là anh em nhìn thấy ở trên đèn báo lỗi hệ thống FI ở trên bảng đồng hồ này là sẽ chớp mã lỗi. Và với cái mã lỗi mà đã hiện mã lỗi chớp lên rồi ấy, thì mình nghĩ là ngày nay thì nó quá đơn giản rồi, đúng không ạ? Đấy, chỉ cần khách hàng nhiều khi người ta cũng tìm hiểu, người ta cũng biết đó là cái lỗi gì trên xe. Đấy, và cái nhiệm vụ của anh em thợ chúng ta là tìm ấy, là phải tìm những cái lỗi trong dải. Đấy, những cái lỗi đấy mới gọi là cái lỗi gọi là đáng để anh em tìm, chứ còn những cái lỗi ngoài giải thì nó đơn giản quá. Và với những cái lỗi mà trong giải thì anh em biết rồi, không bao giờ máy đọc cũng như là đèn báo lỗi cũng không bao giờ là chớp mã lỗi, cũng không có, mà máy đọc cũng không có mã lỗi, điều đó là điều hiển nhiên, bởi vì đấy vẫn là trong cái giải điện áp làm việc của cảm biến, cho nên là không bao giờ có mã lỗi. Nhưng không có mã lỗi không có nghĩa là cảm biến không bị lỗi, và trường hợp này là như vậy. Vâng, anh Nhân có thể thao tác lại đọc mã lỗi xem là xe này có mã lỗi gì không, để anh em cũng tham khảo xem, đúng không? Anh vào chức năng ấy đi, anh vào thẳng cái ngôi nhà đấy, vào không vào lại từ đầu được, cho cô trợ lý ảo cô chào một lần nữa cho nó vui, đúng không? Moto Scan Tab xin chào anh Nguyễn Văn Nhân, mời anh chọn chức năng từ menu. Rồi, và động cơ xăng.
tra xem có ma lỗi gì không. Yêu cầu kết nối Moto ScanTab với xe quan sát chẩn đoán, sử dụng cáp DLCPN. Không có mã lỗi lưu trong ECM. Bạn có muốn thực hiện chức năng chẩn đoán nâng cao không? Vâng, vậy thì như mình nói, anh em thấy là dù mình đọc là không bao giờ có mã lỗi lưu trong ECM đấy, nhưng mà mình nói rồi, không có mã lỗi không có nghĩa là cảm biến không bị lỗi, đúng không? Và đây anh em mình gọi đây là cái lỗi trong giải đấy. Và lỗi trong giải thì chắc chắn đấy là anh em phải có, một là anh em phải có trình độ thì anh em mới biết được, hai nữa là anh em phải có những cái công cụ hỗ trợ anh em như thế này đấy, đặc biệt là một sương táp thì anh em thấy là tìm cái lỗi trong giải rất là dễ đấy. Và khi mà anh em lại có kỹ năng phân tích nữa thì anh em chỉ cần nhìn trên thông số hiện hành mà anh em cũng đã biết được cái lỗi của những cái cảm biến nào như thế nào rồi. Vâng, vậy thì để mà phân tích chuyên sâu được phần thông số hiện hành thì chắc chắn là anh em phải đi học rồi, điều đó là điều hiển nhiên đấy. Và những anh em thì học ở chỗ mình thì mình cũng đều ôn đi ôn lại cho anh em làm sao mà khi mà anh em đã tốt nghiệp thì anh em đều phải nắm chắc được cách phân tích thông số hiện hành, làm sao cho nó thành thạo, hiểu chuyên sâu từng cảm biến đấy. À, những cái thông số của từng cảm biến một như thế nào là chuẩn mà như thế nào là sai số, và như thế nào là đó không phải là tín hiệu của cảm biến đó, đúng không ạ? Rất quan trọng anh em ạ, cần phải đi học anh em nhé. Đấy, còn những anh em ấy mà mua ngoài máy mua sương táp của mình đấy thì mình cũng luôn là hỗ trợ anh em làm sao có những cái kiến thức là chuẩn kỹ thuật nhất đấy, để cho anh em bắt bệnh nó thuận lợi hơn đấy. Còn đặc biệt những anh em mà quan tâm tới máy môn táp mà một ngày nào đó anh em mà có tới tận cơ sở của mình thì mình sẽ huấn luyện anh em đấy nhanh đấy, trong 1-2-3 ngày để anh em cũng biết cách xem thông số hiện hành ở trên máy này đấy, sử dụng bộ máy thành thạo này đấy. Và những có những cái kiến thức ấy thì gần như ấy thì chỉ có đến tại cơ sở của mình đấy, hoặc anh em học viên của mình học thì chắc chắn là anh em mới có những cái chuyên sâu được, điều đó là chắc chắn rồi anh em ạ. Phải học, không có con đường nào khác đấy. Còn nhiều anh em mua máy ở chỗ mình ở cái địa phương rất là xa, anh em cũng không tới được, thì anh em gọi điện thì mình cũng luôn luôn tư vấn kỹ thuật chuẩn cho anh em nhé. Nhiều khi mình cứ nói nôm na là gần như là mình dạy anh em từ xa đấy anh em ạ nhé. Nên là anh em mua máy cho mình thì chắc chắn là anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Vâng, vậy thì có thể bây giờ anh Nhân thao tác lại một lần nữa kiểm tra trực tiếp cảm biến vị trí bơm ga, một chức năng rất là tuyệt vời và cũng là ôn luyện trên bộ máy hoàn toàn mới của mình, đúng không ạ? Đấy. Muốn vào nhanh thì vào thẳng ngôi nhà luôn thì nó nhanh. Rồi, khởi động lại cũng được. Đấy. Rất thích là có máy là có cô trợ lý ảo luôn luôn khởi động máy là chào anh em. Mời anh chọn chức năng từ menu. Vâng. Đấy, vậy thì anh em chọn chức năng này anh em kiểm tra cảm biến rất là nhanh nhá. Vâng, anh tiếp tục làm. Thông báo, đây là cứ tiếp đi, cứ làm luôn. Bây giờ anh em biết rồi. Đấy, tiếp luôn. Thông báo. Rồi. Anh em quay tay ga đây. Rồi. Thông báo, nội bên trong cảm biến TD có thể có tiếp xúc nhất định trực bên trong kén, vành than bị mòn hoặc rỗ, tiếp xúc kén. Vâng, vậy thì anh em thấy không? Kiểm tra thì chắc chắn là anh Toàn cũng đã từng tới tận cơ sở của mình, anh cũng đã từng phát biểu rồi, máy môn táp thì nó cực kỳ là hiện đại đấy. Hai nữa ấy, là những cái phần mà kiểm tra trực tiếp cảm biến như thế này ấy, thì nó cực kỳ thuận lợi cho anh em đấy, rất là thuận lợi cho anh em. Mình thấy là có thể nói là công ty DTD ô tô nghiên cứu ra cái phần này mình thấy là nó rất là tuyệt vời anh em ạ. Kiểm tra cảm biến một cách nhanh chóng và rất là chính xác để giúp cho anh em rất là nhiều trong cái công tác là định hình xem là cái cảm biến nào nó bị lỗi và cảm biến nào còn tốt anh em ạ. Vâng, và anh ấy cũng đã từng nói là cái máy ấy thì nó không bênh ai cả đấy. Thực sự là nếu như mà anh có sửa được thì máy nó mới công nhận. Anh Toàn ở Ninh Bình anh ấy cũng phát biểu như thế đấy. Đấy, anh ấy năm nay cũng 53 tuổi rồi đấy, chỉ có sửa được thì máy mới công nhận, vì máy cũng không bênh ai. Vâng, vậy thì nếu như mà một chiếc cảm biến trên xe mà bị hỏng mà máy phân tích như thế này
đúng không ạ? Đấy, kiểm tra hai lần máy đều cho ta kết quả là cảm biến vị trí bơm ga kém. Đấy thì chắc chắn là cảm biến vị trí bơm ga xe này đã lỗi rồi, điều đó là điều hiển nhiên. Đấy, và hôm nay thì anh em thợ chúng mình cũng đã gì dùng bộ máy mới tinh đấy và thực hành trên chiếc xe SH của khách hàng luôn. Đấy thì xe này thì mình nói rồi là khách hàng để đây cho mình bảo dưỡng và cũng để kiểm tra tổng thể, và nhất là cái bệnh mà tăng tốc kém như này thì khách hàng cũng đi có thể nó rất là vất vả và rất là khó chịu, và chính vì cái nguyên nhân chính là cái cảm biến này hỏng cho nên là khách hàng mới quyết định là mang đi bảo dưỡng tổng thể luôn. Đấy, và hôm nay thì anh em thấy rồi đúng không ạ, tìm bệnh một cách rất nhanh chóng, rất chính xác, và có thể nói nếu như khách hàng mà nhìn thấy thì có thể nói là cực kỳ thuyết phục luôn. Vâng, vâng ạ, và cái xe này thì chắc chắn là để sáng mai rồi anh em mình mới tiến hành sửa chữa tiếp. Thế thì qua video này thì mình cũng xin chân thành cảm ơn các anh em đã ủng hộ mình những bộ máy Motion Tab. Thế thì tất cả những anh em mà mua máy thì mình đều có những cái phần quà khuyến mại dành riêng cho anh em. Đấy, nhiều khi là có những cái anh em mà yêu cầu những phần quà khuyến mại mà riêng cá nhân theo ý của anh em mà phù hợp thì mình sẽ tặng quà anh em khi anh em mua máy Motion Tab từ cơ sở của mình anh em nhé. Vâng, và mình cũng xin kết thúc video này ở đây được rồi anh em ạ. Vâng, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.